Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ làm món cơm gà Phượng Hoàng. Gà Phượng Hoàng thật ra cũng là gà nướng thôi, nhưng có một chút khác một chút xíu. Và mình cũng dùng gà loại Cornish hen, chứ không phải là làm gà lớn để mà chặt ra. Đây là con gà hen, và mình sẽ cắt nó ra. Con này xương nó mềm lắm, không có cứng. Cắt nó ra làm từ như thế này. Như vậy rồi mình sẽ đi ướp nó. Thường thường người ta dọn trong tiệm thì 1/4 con như thế này cho một dĩa cơm. Mình sẽ ướp với nước mắm, đường, giấm, dầu hào, dầu ăn và bột ngọt, tiêu, bột tỏi và một chút dầu mè. Mình bỏ hết tất cả các thứ vào trong cái thau hay cái thố, rồi mình sẽ trộn lên cho đều rồi ướp với thịt qua chừng bao khoảng 2 tiếng hoặc 1 tiếng cũng được, thì lâu hơn một chút nó thấm ngon hơn. Cho hết các thứ vào. Chút dầu mè, các bạn có thể băm tỏi với hành tươi bỏ vô nó cũng thơm. Các bạn có thể cho thêm ngũ vị hương, nhà mình thích ăn ngũ vị hương, thành ra nếu các bạn muốn thì cho ngũ vị hương, còn không thích thì bỏ ra. Bây giờ mình cứ ướp để đây để ở ngoài thì chắc cỡ nửa tiếng thôi, còn nếu để lâu hơn á, thì các bạn phải bỏ vô tủ lạnh. Sau khi thịt đã ướp xong thì mình lấy ra đem vào lò nướng. Nếu mà nướng bằng oven lớn thì 400 độ cho từ 15 đến 20 phút, còn nướng cái oven nhỏ thì 350 độ 20 phút. Đừng để cho da vàng quá. Nướng lần này chỉ là cốt để cho thịt chín thôi, nên không cần da phải vàng. Nếu các bạn xét nhiệt độ mà 160 độ thì là gước, là coi như thịt đã chín. Giờ mình sẽ đem đi nướng và sau đó mình làm bước kế tiếp. Thịt đã chín và các bạn thấy nhiệt độ của thịt mình đo ra được là 160 độ. Găm cắm cái nhiệt kế vào ngay chỗ thịt dày nhất. Bạn thấy 160 độ là thịt chín. Đến giai đoạn này thì mình sẽ ngưng. Và nếu các bạn muốn làm trước, món này có thể làm trước để đãi khách mà tới giờ chót nó vẫn ngon, là các bạn ngưng ngay đây, cất vào tủ lạnh. Và trước khi dọn khách rồi mới làm những bước kế tiếp. Sau khi nướng thịt rồi, bây giờ bước kế tiếp thì mình sẽ làm là
chiên chiên gà cho nó vàng da, bỏ dầu khá khá một chút, còn nếu không bỏ dầu ít hơn thì các bạn sẽ phải lọc, phải canh cho nó đều. Mình chỉ cần gà đã chín rồi thì mình chỉ cần chiên cho nó vàng cái da cho đẹp thôi. Này hơi cháy rồi, dầu nóng quá. Các bạn canh dầu lúc mà cho cái đũa vào, lúc mà cho đũa vào mà nó nổi bọt lên là được rồi. Mình để hơi lố một chút, lại còn để lửa lớn nữa chứ. Không cần chiên lâu, chỉ nhiều chiên sao cho nó vàng cái da là đẹp rồi. Cái món này các bạn cũng có thể làm được với cái đùi gà, cái tai đó, nó rất là ngon. Cái thịt đó nó mềm, nhưng mà làm bằng gà hem như thế này, dọn cho mỗi phần ăn một phần tư con hay nửa con cũng rất đẹp. Và sau khi các bạn chiên xong thì mình phải để cho nó nguội thật nguội thì chặt ra nó mới không có bị nát. Còn phần nước sốt mà mình ướp thịt đó, mình có thể bỏ lên nấu cho nó sôi cho nó chín, rồi thêm ớt, thêm chỉnh lại cái nước sốt cho nó mặn mặn một chút, rồi coi như là mình làm nước sốt để chan thịt, chan cơm hoặc là chấm thêm thịt cũng được, rồi cho chút ớt nữa là rất là ngon. Cái nước sốt này thì mình đã nấu sôi, thì mình cho thêm một chút bột tỏi, một chút tiêu và chút xì dầu, coi như chỉnh lại cái vị sốt theo cho như ý muốn. Xong rồi cho thêm một chút ớt dầu mà mình hay làm để mình làm bún riêu, trong cái clip bún riêu mình có nói, cho nó có chút màu, nó không có thấy tái tê. Nếu mà muốn đậm hơn chút nữa thì các bạn có thể thêm một chút nước màu mà mình hay kho cá rồi đó, bỏ vô cho nó đậm lên một chút là mình có chén nước sốt. Nước sốt này ngon lắm đó nha các bạn thử đi. Bây giờ mình chặt gà ra, cái gà này này rất mềm, thành ra mình chặt cho các bạn coi. Mình chặt bằng chấn bằng tay thôi cũng chặt được rồi đó, nó rất là mềm. Và mình bày ra dĩa là mình có một dĩa cơm gà, bên này kêu là gà Phượng Hoàng chứ thật ra nó cũng chỉ là gà nướng, các bạn thấy không? Và mình có thể tưới nước sốt lên trên gà hoặc là không tưới, nhưng mà mình cũng có một chén nước sốt đi kèm để người ta chấm thêm rau hoặc là chan lên cơm. Chúc các bạn thành công với món này, và nó rất là dễ và rất là nhanh. Các bạn có thể sửa soạn trước, chuẩn bị trước cái thịt gà nướng như mình đã nói, nướng chín thôi, không cần vàng da. Khi nào ăn thì mình sẽ lấy ra cho nó nguội một chút, không có lạnh, rồi mình mới chiên vàng mặt là thấy là có một món ăn rồi. Các bạn có thể làm cho party với số lượng lớn cũng được. Chúc các bạn thành công và hy vọng các bạn thích món này.